Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Phật. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Pháp. Đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương đến chư Tăng. Đức Phật là đấng vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não. Ngài là bậc thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ơn Đức Phật Bảo. Pháp Bảo là những phương lương dược có công năng trị những chứng bệnh phiền não của chúng sanh. Người nào hành theo chánh giáo sẽ có kết quả lợi ích trong hiện tại và tương lai. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Pháp Bảo. Tăng Bảo là những người thừa hành theo chánh giáo. Các ngài đã đắc quả thánh hay còn phàm. Các ngài là những bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin cung kính làm lễ ân đức Tăng Bảo. Do nhờ oai lực tán dương Tam Bảo một cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc, nhất là phát sanh trí tuệ thực hành theo giáo pháp của Đức Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, chứng đạo quả niết bàn, đồng đệ nhau đa thải. Trong số những vị thiền sinh của chúng ta, có một số là chúng ta đã theo đạo Phật rất là lâu rồi, mà cũng có một số thì cũng mới tìm hiểu về đạo Phật. Tuy nhiên, trong số những vị là tự nhận mình là đã theo đạo Phật lâu rồi, thì mình cũng không mấy người là hiểu nhiều về đạo Phật. Chúng ta thường tự nhận mình là đạo Phật, mình là người Phật tử đi theo đạo Phật, nhưng mà cụ thể đạo Phật là cái gì, đạo Phật như thế nào, thì có đôi khi chúng ta vẫn còn chưa có nắm rõ. Thế cho nên thời pháp ngày hôm nay, sư sẽ giúp cho quý vị khái quát về đạo Phật. Thứ nhất, cái mà chúng ta gọi là đạo Phật là gì? Đạo là con đường, và Phật là đấng giác ngộ. Cái từ mà Buddha Mắt Gá đó, xin thưa với quý vị, là chỉ xuất hiện duy nhất một lần ở trong Hậu Chú Giải, tức là Tika. Chứ còn trong chánh tạng thì cũng không có nhắc đến cái từ đạo Phật, mà chú giải cũng không có nhắc đến cái từ đạo Phật, mà chỉ có trong Hậu Chú Giải thì mới có nhắc tới. Thì cái đạo Phật á, được định nghĩa như thế nào? Đạo là con đường, Mắt Gá là con đường, Buddha chúng ta dịch là Phật. Thì cái từ Buddha đó là do phiên âm từ tiếng Hán, có nghĩa là Phật Đà. Buddha Hán dịch ở Hán âm là Phật Đà. Mà riết rồi chúng người Việt chúng ta có thói quen là bỏ bất chữ, thành ra là chúng ta chỉ còn chữ Phật thôi. Giống như là Sang Khá thì có nghĩa là tăng già. Hán âm là tăng già, chúng ta bỏ bớt chữ già, chúng ta chỉ còn có chữ tăng thôi. Thì Buddha ngoài cái việc là chúng ta âm thì âm là Phật, Phật Đà, nó còn có ý nghĩa là gì? Là sự giác ngộ. Buddha còn có ý nghĩa là sự giác ngộ. Thì cái Buddha Mắt Gá
Có nghĩa là con đường giác ngộ. Chúng ta đi theo đạo Phật có nghĩa là chúng ta đi theo con đường giác ngộ. Con đường này là con đường gì? Đó là con đường Suppatipanno, là con đường y theo chánh pháp, là Uccupatipanno, là con đường trực chỉ đi đến sự chấm dứt khổ đau, con đường trực chỉ đi đến niết bàn, con đường không có cong quẹo. Đó chính là con đường mà chúng ta đi. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Không phải cái gì cũng gọi là giác ngộ. Muốn biết giác ngộ cái gì thì chúng ta trả lời cái câu hỏi là Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ cái gì? Ngài đã giác ngộ cái gì dưới chân cội Bồ Đề? Ngài đã chia sẻ sự giác ngộ của Ngài như thế nào khi mà Ngài chuyển pháp luân? Và Ngài đã thống kê cái sự giác ngộ của Ngài bằng câu gì? Dưới cội Bồ Đề, Ngài đã giác ngộ đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Khi Đức Thế Tôn chuyển pháp luân ở vườn Nai thì Ngài cũng chỉ lặp lại vấn đề đó, và Ngài phân tích rõ thế nào là khổ, thế nào là nguyên nhân khổ, thế nào là sự chấm dứt khổ, và thế nào là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và rồi đó, Ngài tóm tắt lại bằng câu nói gì? Trong tấm thân tứ đại này, Như Lai chỉ giảng về khổ và con đường diệt khổ. Đó là sự giác ngộ của Đức Thế Tôn. Nói như vậy, giáo chủ của đạo Phật là ai? Là Đức Thế Tôn. Người mà chúng ta gọi là Đức Thế Tôn á, tức là Đức Phật Gotama. Chúng ta hay đọc là Đức Phật Gotama, nhưng mà đọc Phật Gotama là chúng ta đọc nó bị không có đúng, không có đúng âm. Mà đúng thì phải đọc là Gotama, Đức Phật hiệu Gotama. Đức Phật thì có nhiều vị Phật, các vị Phật quá khứ, và sẽ có những vị Phật vị lai. Nhưng Đức Phật trong kiếp hiện tại này chính là Đức Thế Tôn Gotama, Ngài giáo chủ của chúng ta, Ngài là vị thầy của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đảnh lễ là chúng ta đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư. Bổn Sư là thầy của tôi, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy của tôi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Về lịch sử của Đức Phật chúng ta thì ai cũng biết rồi. Nếu như chưa biết thì vui lòng Google, tin mừng là nó chưa có tính phí. Khi Phật giáo chúng ta trải qua hơn 2.500 năm thì Phật giáo chia ra làm rất nhiều những cái bộ phái. Nhưng mà khi Phật giáo thế giới hợp lại với nhau thì có những cái thống nhất. Tức là mặc dù chúng ta theo những cái phương thức truyền thừa khác nhau, theo những cái bộ phái khác nhau, nhưng mà chúng ta cũng phải có những điểm chung để chúng ta có thể làm việc với nhau được. Tức là mọi người ai cũng có những điểm riêng, nhưng mà để làm việc với nhau thì buộc chúng ta phải tìm những điểm chung.
Như vậy Phật giáo thế giới đã xác định những điểm chung gì? Thứ nhất, vị giáo chủ của đạo Phật chính là Đức Phật Gautama. Đây là một Đức Phật lịch sử xác nhận là có thật. Còn các vị Phật khác lịch sử chưa tìm thấy. Các nhà khảo cổ chỉ xác nhận là đúng, trong đạo Phật có một vị lãnh đạo tinh thần tên là Gautama. Cái thứ hai là cái phương pháp giảng dạy của Ngài, cái cốt lõi giáo lý của Ngài mà tất cả các hệ phái đều phải công nhận, đó chính là Tứ Diệu Đế. Anh có theo cái tông phái gì đi chăng nữa thì anh cũng không thể bài bác Tứ Diệu Đế. Và Tứ Diệu Đế được công nhận là phương pháp cốt lõi của đạo Phật. Thì từ đó đó, anh em huynh đệ mới có thể làm việc với nhau được. Bên cạnh cái chung thì nó mới có những cái riêng. Ai muốn thờ cái vị Phật lịch sử thì thờ, còn ai muốn thờ những vị Phật tâm linh thì cứ thờ. Chúng ta không có đả kích, không có tấn công lẫn nhau. Chúng ta cần có cái sự đoàn kết. Thì thế giới họ nhìn nhận đạo Phật, mặc dù là có đấng giáo chủ, nhưng đạo Phật được xem là một tôn giáo vô thần. Khi nói về tôn giáo, chúng ta chia ra làm ba hạng. Cái hạng đầu tiên là tôn giáo đa thần. Ví dụ như đạo Hindu. Còn những cái loại thứ hai là tôn giáo đơn thần, như một số những đạo khác như đạo Chúa, đạo Hồi là tôn giáo đơn thần. Cái thứ ba đó là tôn giáo vô thần, tức là không có một cái vị cứu thế chủ, không có một đấng tạo hóa nào cả. Thì người ta xếp đạo Phật mình vào tôn giáo vô thần. Bởi vì Đức Phật chủ trương là không có một đấng cứu thế chủ nào cả, không có một đấng tạo hóa, không có một đấng có thể ban phước giáng họa, không có. Thậm chí trong một bài kinh Trung Bộ, Đức Thế Tôn nói: nếu như có một đấng tạo hóa, ta nói rằng đó là một người tàn nhẫn, bởi vì đã tạo ra một thế gian máu lệ, vui ít khổ nhiều. Cho nên Đức Thế Tôn đã dạy rằng không có một đấng tạo hóa, không có một đấng tạo chủ nào cả. Lý giải cho nguyên nhân này, ở trong kinh Trường Bộ, bài kinh đầu tiên là kinh Phạm Võng, Đức Thế Tôn giải thích: khi trái đất vừa mới hình thành thì sẽ có chúng sanh đầu tiên tái sanh về đây. Và cái chúng sanh đầu tiên được tái sanh về trái đất này đó phải là chúng sanh có nhiều phước nhất trong tam giới thì mới là người đầu tiên được. Và chính bởi vì chúng sanh đó tái sanh đầu tiên và có nhiều phước nhất, cho nên khi xuất hiện thì chúng sanh này thấy là xung quanh đây không có ai. Thì cái vị này đó mới nghĩ rằng, suy nghĩ rằng
hay là nên có những chúng sanh khác, nên có những người khác. Thì khi vị Phạm Thiên ấy suy nghĩ như thế, do nghiệp vận hành, các chúng sinh khác lần lượt đầu thai vào trái đất. Có nghĩa là vị này á, đầu thai đầu tiên, sau đó những vị khác bắt đầu lần lượt xuất hiện. Thì dù cho vị này có suy nghĩ hay không có suy nghĩ là nên có những người khác, thì những người khác vẫn sẽ tuần tự xuất hiện. Tuy nhiên, do vị này có suy nghĩ như thế và những chúng sanh khác tuần tự xuất hiện, cho nên vị này hiểu nhầm là ta là đấng sáng tạo. Bởi vì do ta suy nghĩ cho nên mới có những chúng sanh khác. Đó là một sự hiểu lầm. Giống như bây giờ mình ngồi ở trong đây, mình suy nghĩ là nên có một cơn mưa, thì tự nhiên mưa ào xuống, thì cái cơn mưa đó có thể nào là cơn mưa do mình tạo ra hay không? Không thể nào. Dù anh có suy nghĩ hay không suy nghĩ, trời vẫn mưa. Thì trong trường hợp này cũng vậy, dù cái vị Phạm Thiên đó có suy nghĩ hay không suy nghĩ, thì những chúng sanh khác vẫn sẽ xuất hiện. Nhưng do vị đó có suy nghĩ như thế, thành ra vị ấy hiểu lầm là ta là đấng tạo chủ. Và những vị sanh ra sau á, vị ấy thấy người này là người sanh ra trước, cho nên mới có chúng ta. Như vậy cái người đó là đấng tạo chủ. Thành ra tất cả mọi người đều hiểu nhầm. Rồi những vị Phạm Thiên tái sanh sau đó, tuổi thọ hết trước, rồi đi luân hồi. Sau khi luân hồi một vài kiếp và quay trở lại, thì thấy cái vị Phạm Thiên đầu tiên đó của quả địa cầu này vẫn còn sống. Thì cái người này đó mới có suy tư như vậy: mặc dù ta sanh tử, tái sanh đi tái sanh lại, nhưng người này vẫn còn ở đây. Như vậy vị này là bất tử. Rồi có những trường hợp các vị Phạm Thiên đó luân hồi tái sanh xuống cõi người, khi vị ấy hành thiền ly dục, chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trên nền tảng giới hạnh trong sạch, vị ấy nhìn suốt các cõi và nhìn ngược lên cõi Phạm Thiên và thấy rằng cái vị trời đầu tiên đó vẫn còn. Cho nên người ấy lập ra một tôn giáo mới và tôn thờ cái vị Phạm Thiên đầu tiên đó như là đấng thượng đế, như là đấng tạo hóa của muôn loài. Từ đó chúng ta có được cái nguồn gốc của những cái nền tôn giáo khác. Nhưng Đức Thế Tôn, Ngài đã thông suốt tam giới, cho nên Ngài xác nhận tất cả chỉ bắt đầu từ sự hiểu lầm. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn không tôn thờ bất kỳ đấng tạo chủ nào. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, chương 1 Pháp, Đức Thế Tôn, Ngài khi Ngài giác ngộ giải thoát, Ngài suy tư rằng có ai, có một chúng sanh nào xứng đáng cho chúng ta, cho ta đảnh lễ hay là không? Bởi vì thật không phải khi sống mà không có đối tượng để tôn thờ. Thì Đức Thế Tôn mới nhìn hướng đông, nhìn hướng tây, nhìn hướng nam, nhìn hướng bắc,
Ngài nhìn cả mười phương, và mười phương đó chư thiên đều đảnh lễ Ngài và nói rằng: Bạch Thế Tôn, ở phương này không có một chúng sanh nào hơn Ngài. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài đã nói trong Tăng Chi Bộ Kinh: Trong thế gian này người bằng ta còn không có, huống gì là hơn ta. Và Ngài suy nghĩ, thật không phải khi sống mà không có đối tượng để tôn kính. Thế cho nên Đức Thế Tôn tôn kính chính giáo pháp mà Ngài đã ngộ ra. Tức là Thế Tôn là người tôn kính giáo pháp của Ngài. Đạo Phật trong thời gian đầu, khi mà Đức Thế Tôn vừa giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài đã có suy tư là Ngài không muốn thuyết pháp. Bởi vì khi chưa giác ngộ thì cái lý tưởng Bồ Tát của Ngài nó rất là cao. Ngài có thể Ngài muốn tế độ tất cả chúng sanh. Nhưng khi giác ngộ được rồi, Ngài thấy được cái giáo lý này nó quá thâm sâu. Giáo lý mà Ngài giác ngộ nó đi ngược với đời. Thế gian này ham mê hưởng dục, giáo lý này là giáo lý ly dục. Mà khi Đức Thế Tôn thuyết đi ngược với đời như thế, người ta sẽ chống bán, tức là chống đối và phỉ báng, người ta sẽ không tiếp thu. Như vậy nó chỉ làm cho một vị chánh đẳng chánh giác mệt mỏi về thân. Thì Ngài mới suy nghĩ là không bằng ta nên viên tịch Niết Bàn. Thì khi Đức Thế Tôn có suy nghĩ như thế, vị Phạm Thiên Sahapati mới xuất hiện đảnh lễ Thế Tôn và ba lần thư thỉnh Đức Thế Tôn hãy vì lòng bi mẫn mà thuyết pháp. Đó là cái bài kệ thỉnh pháp sư. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản. Phạm Thiên ngậm ngùi là bởi vì nếu như Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn là tam giới chìm vào trong đêm tối. Cho nên Phạm Thiên mới ngậm ngùi khẩn khoản: Xin Đức Thế Tôn vì lòng bi mẫn mà giáo độ chúng sanh. Ngài thỉnh ba lần như thế thì Đức Thế Tôn mới nhận lời. Từ đó nhân loại có được ánh sáng, thế gian này có được ánh sáng. Và xin thưa, Phật giáo khi mà trải qua hơn 2500 năm có nhiều biến động, có nhiều thay đổi. Thời gian đầu 15 năm đầu Đức Thế Tôn hoằng pháp 45 năm. 15 năm đầu hội chúng chỉ toàn là thánh tăng, cho nên Đức Thế Tôn Ngài không có chế định ra giới luật. Bởi vì tất cả chư thánh tăng thì đều hành xử như là một vị thánh, không có ô nhiễm trong giáo pháp của Ngài. Thế nên Ngài không cần chế định giới luật. Nhưng mà khi đến 15 năm giữa thì bắt đầu tăng đoàn trở nên lớn mạnh. Ngoài những bậc thánh còn có những phàm nhân. Và chính những vị tăng phàm làm cho hội chúng bắt đầu xuất hiện những cái pháp thối giảm, bắt đầu xuất hiện những lậu hoặc. Và Đức Thế Tôn mới chế định ra những học giới nhằm ngăn ngừa hội chúng suy giảm. Nó giống như một cái thau, khi mà nó mới thì không cần phải vá. Nhưng mà khi cái thau trải qua 5 tháng, bắt đầu nó nứt, bắt đầu nó thủng, thì khi đó đó, thủng ở đâu thì vá chỗ đó, nứt ở đâu thì vá chỗ đó.
Đạo Phật của chúng ta cũng như thế. Trải qua một thời gian rất dài và sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài đã chế định giới luật tỳ kheo 227 giới. Đó là chưa kể những cái giới tác ác, là những cái giới nhỏ. Còn Phật giáo Bắc truyền là 250 giới. Tuy nhiên chúng ta không cần phải bối rối, bởi vì khi so sánh ra đó thì 227 và 250 nó tương đương nhau. Chỉ có một vài cái giới nhỏ nhặt là khác nhau, và những giới đó là không đáng kể. Cho nên là chúng ta không cần phải băn khoăn con số là 227 hay là 250. Bởi vì 250 đó là bao gồm luôn cả những điều tác ác nhỏ nhặt. Nhưng mà nói nhỏ nhau nghe là nếu như 227 giới tỳ kheo trong cái quyển phân tích giới tỳ kheo mà mình tính luôn những cái giới nhỏ nhặt trong đại phẩm và tiểu phẩm, là mình cộng thêm tầm vài chục giới nhỏ nữa. Cho nên là cái đó nó không quan trọng. Và khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, tăng đoàn mới kết tập kinh tạng với sự chủ trì của Ngài Maha Kassapa, nhằm để cho anh em thống nhất lại cái gì mối. Thì như vậy đó, Ngài Ananda là vị đứng ra trùng tụng lại tạng kinh. Cho nên là chúng ta mới thấy là trong các bài kinh thường là tôi nghe như vậy Ê Quang Mê Xu Tăng, thì cái người mà nghe đó là Ngài Ananda. Còn cái vị mà trùng tụng tạng luật là Ngài Upali. Ngài là vị trùng tụng lại tạng luật. Và sau khi Chư Tăng nghe hết tập kinh tạng đó, thì Chư Tăng mới phân chia ra là mỗi một nhóm sẽ chịu trách nhiệm một tạng kinh. Lúc đó bao gồm trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ, chia nhau ra, và Chư Tăng mới bắt đầu là trùng tụng. Trải qua một thời gian thì Chư Tăng bắt đầu có một vài cái sự khác biệt. Một số vị sư trẻ thì mong muốn đổi mới, tức là có một số giới luật thì các vị đó xem là cũng cũ kỹ rồi và cũng có thể thay đổi. Và thế là Chư Tăng đi đến một cái cuộc kết tập kinh tạng lần thứ hai để thống nhất lại cái diền mối của tăng già. Và khi đó mới chia ra làm hai bộ phái, đó chính là thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Chính xác mà nói, cái từ mà thượng tọa bộ á, có vị cũng không có hài lòng, bởi vì có thượng tọa không lẽ có hòa thượng bộ hay sao. Tuy nhiên thì vị này mới nói là cái từ mà thê rá qua đá đó, thì thê rá là trưởng lão trong Phật giáo mình. Phật giáo nguyên thủy từ thời Đức Phật, Phật giáo từ hồi Đức Phật thì không có khái niệm thượng tọa và hòa thượng như bây giờ. Phật giáo thời Đức Phật chỉ có là Thê Ra, Maha Thê Ra, tức là trưởng lão và đại trưởng lão. Thành ra mà khi dùng cái từ là Thê Ra đó, là trưởng lão, nói chung là chỉ luôn bao gồm tất cả những vị là từ 10 hạ trở lên là Thê Ra và Maha Thê Ra. Đó. Cho nên nếu mà nói chính xác thì Theravada, thì Thera chính là trưởng lão mà qua đá, tức là lời dạy. Thì Phật giáo này gọi là Theravada,
là lời dạy của những vị trưởng lão. Thì khi đó chúng ta bắt đầu bước vào thời kỳ phân chia bộ phái. Khi đó đó, đại chúng bộ mới đi phát triển dần về phía Bắc, và sau đó được phân chia ra làm rất nhiều những cái hệ phái nhỏ khác. Còn Theravada thì đi về phía Nam, và mỗi một cái hệ phái như vậy thì có cái chủ trương hoằng pháp khác nhau. Như sư nói khi nãy, thì đại chúng bộ chủ trương là mình hoằng pháp thì nên có sự hòa đồng với dân chúng, nên có sự hòa nhập. Nói chung là mình cần phải lăn xả với đời để tế độ chúng sanh. Từ đó đại chúng bộ còn tự nhận mình với một cái tên khác, chính là Phật giáo Đại Thừa. Và khi đó, khi đã có Phật giáo Đại Thừa thì tự nhiên là phải có đại thì phải có tiểu. Và thế là có cái định nghĩa Phật giáo Tiểu Thừa. Thì cái Phật giáo Tiểu Thừa vào thời điểm đó là do các vị đại chúng bộ dành riêng cho những ai không theo đại chúng bộ. Tức là tôi là Đại Thừa, ai không theo tôi thì đó là Tiểu Thừa. Và sau này thì chúng ta áp cái danh xưng đó cho Phật giáo Theravada. Theravada, trong mặc dù là các vị tu sĩ của Phật giáo Theravada thì chưa bao giờ chấp nhận và đồng ý cái danh xưng mà người ta gắn ghép cho. Thì đó là cái giai đoạn lịch sử nha, đó là một giai đoạn lịch sử. Thì Phật giáo phát triển chủ trương là mình sẽ phát triển Phật giáo, phát triển giới luật, phát triển những lời dạy để phù hợp với đại chúng, với người dân, để gần gũi hơn, đem Phật giáo hòa vào đời sống. Đó là chủ trương của các vị ấy. Còn chủ trương của Phật giáo Theravada là cố gắng giữ gìn truyền thống một cách tốt nhất. Tức là hồi xưa đó, Đức Phật sinh hoạt như thế nào, ăn mặc như thế nào, đã tu tập như thế nào, thì các vị tu sĩ Phật giáo Theravada chủ trương lại giữ y nguyên như thế. Mặc dù còn các vị Phật giáo phát triển thì chủ trương là nếu mà tôi giữ nguyên như vậy á, thì làm sao phát triển? Mình cần phải thay đổi, cần phải cải cách. Thì mỗi một bên đều có những cái luận điểm của mình, và đều nêu ra những cái ưu điểm của mình và chỉ ra những khuyết điểm của đối phương. Thành ra chúng ta đã sống trong một thời kỳ rất là dài, các cái hệ phái công kích lẫn nhau. Bên này thì chỉ bên kia là cái thứ là mạ khô giống thúi, tiểu thừa tu không có phát triển. Còn một bên thì chửi bên kia là đồ cái thứ lai căng ngoại đạo bà la môn. Trời ơi, coi như là hai bên công kích suốt, chiến tranh gọi là nồi da nấu thịt, anh em tấn công nhau. Mà trong khi đó đó, gọi là giặc trong mà giặc ngoài nữa. Bên ngoài thì có các tôn giáo khác, mà bên trong thì anh em không đoàn kết. Thành ra là quý vị thấy là Phật giáo chúng ta chịu rất nhiều những hạn chế từ bên ngoài lẫn bên trong. Thành ra đó, cho nên bây giờ chúng ta mới có cái Phật giáo thế giới, là để hòa đồng lại các hệ phái. Anh em chúng ta không nên phải đấu tranh như thế nữa, không nên nội bộ lục đục. Chúng ta cần có sự đoàn kết. Ngay cả trong Phật giáo Việt Nam mình, chúng ta cũng có Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Để chi? Để đoàn kết. Đoàn kết là, tại vì đoàn kết là sống mà chia rẽ nó chết. Thì cho nên quý vị sẽ thấy là bên cạnh những cái chung đó thì còn có những cái khác nhau. Đó là cái gì? Đó là Phật giáo nguyên thủy, gọi là Phật giáo Theravada, ăn mặc như thế này. Còn Phật giáo phát triển thì như các thầy thì ăn mặc như thế kia. Cái nguyên nhân của khác biệt của sự ăn mặc á, đó chính là theo như Hòa Thượng Thanh Từ nghiên cứu, thì vào thời Võ Tắc Thiên, trước đó thì chư Tăng Phật giáo phát triển vẫn ăn mặc như các sư như thế này. Nhưng mà vào thời Võ Tắc Thiên thì bà Võ Tắc Thiên là một người rất mộ đạo, và bà thấy là các sư ăn mặc mà nó hở cái vai phải như thế này thì nó không có kín đáo, nó không phù hợp với cái văn hóa bản địa. Quý vị biết hồi xưa mà người ta thậm chí bàn chân cũng không có hở nữa đó. Cho nên là bà mới lấy cái trang phục nhất phẩm triều đình, bà thay đổi và bà để cho các tu sĩ Phật giáo thay thế và mặc. Và bà ra lệnh là từ giờ trở đi tu sĩ Phật giáo là phải mặc cái y phục này. Đó là cái nghiên cứu của Hòa Thượng Thanh Từ. Còn Phật giáo Theravada thì vẫn duy trì cái y phục mà từ thời Đức Thế Tôn, Ngài mặc như thế nào thì bây giờ chư Tăng mặc y như thế đó. Thành ra quý vị thấy là cái cách ăn mặc của chư Tăng Phật giáo Nguyên Thủy nó hơi lạ so với cách ăn mặc của người Việt. Rồi nói về cách ăn mặc thì quý vị sẽ thấy là tại sao mấy sư Nguyên Thủy mặc đủ thứ màu hết trơn. Có phải là nó do phân biệt sa di tỳ kheo, hay là do phân biệt là tu lâu tu mau, tu sớm tu trễ, hay là phân biệt cái gì hay không? Thì xin thưa là không. Từ thời Đức Phật á, y áo được nhuộm từ bất kỳ cái gì, mà phần lớn á, là rễ cây và thân cây. Cho nên là y phục sau khi nhuộm thì đa phần sẽ có cái màu nó tối. Và chính vì lẽ đó, ngay cả vào thời Đức Phật thì y phục của chư Tăng cũng không có màu thống nhất. Rồi sau khi mà truyền bá đi các xứ thì cái màu nhuộm á, ở cái đất nào có nhiều loại cây nào thì y phục của chư Tăng ở chỗ đó sẽ tương đối là giống nhau. Thí dụ như ở Miến Điện thì cái loại thuốc nhuộm nó có cái màu giống cái màu măng cục. Còn ở đất Campuchia thì cái màu nó sẽ là cái màu vàng cam. Còn ở đất Thái Lan thì cái màu đó là cái màu vàng hơi sáng. Còn ở cái đất Sri Lanka thì cái màu là cái màu vàng nó hơi tối. Thì do cái vùng đất khác nhau cho nên nó đưa đến là cái màu thuốc nhuộm nó khác nhau. Thành ra là không có một cái quy định cụ thể nào cho cái việc màu y. Tuy nhiên có những màu y ở trong tạng luật Đức Thế Tôn cấm. Thứ nhất là màu vàng nghệ, cái thứ hai là những màu như là màu xanh, màu tím, thì hoặc là màu đỏ máu, đỏ tươi của máu thì Đức Thế Tôn cấm. Cho nên là chư Tăng Miến thì cái màu đó là cái màu măng cục chứ không phải là màu đỏ tươi. Cho nên là chúng ta có nhiều màu. Thì bây giờ ở Việt Nam mình thì thôi,
ở Miến về cũng có, ở Thái về cũng có, ở bên Campuchia về cũng có, ở Sri Lanka qua cũng có. Nói chung mình là cái xứ là du nhập tứ phương, thành ra Chư Tăng là y đủ thứ màu. Rồi đó là về y phục. Còn về cái đầu tóc, đầu tóc cũng thú vị. Là vào thời Đức Phật á, Ngài quy định là chư tỳ kheo không để tóc dài quá 2 lóng tay. 2 lóng tay là tóc rất là dài đó, 2 lóng tay. Tại vì thời xưa thì không có những cái dao cạo mà nó láng cón như bây giờ, cho nên là chư tăng không cần phải quá kỹ lưỡng cái vụ đầu tóc. Và Đức Thế Tôn bản thân Ngài sau khi Ngài cắt tóc xuất gia thì tóc của Ngài có một đặc điểm là nó không mọc dài ra nữa. Chính vì lẽ đó cho nên Đức Thế Tôn Ngài không cần cắt tóc. Còn các vị tỳ kheo thì tóc vẫn dài ra bình thường, cho nên vẫn phải cắt tóc. Thành ra quý vị thấy là các sư thì thường xuyên cạo đầu, còn Đức Phật thì không cắt tóc bao giờ. Điều tiếp theo nữa là về cái sự ăn uống. Mà quý vị biết chỉ riêng cái vụ ăn uống này là coi như là mình chửi nhau, mình tấn công nhau từ biết bao nhiêu năm cho tới bây giờ vẫn còn. Đó chính là Phật giáo Nguyên Thủy thì ăn có thịt cá, còn Phật giáo Phát Triển thì ăn không có thịt cá. Thì cái nghiên cứu khảo cổ lịch sử là như thế này. Trước đây thì khi Phật giáo Phát Triển truyền bá qua Trung Quốc thì vẫn ăn uống như bình thường. Như bình thường ở đây tức là người ta cúng cái gì thì mình xài cái đó, không có sự phân biệt. Tuy nhiên khi đến thời Lương Võ Đế thì ông Lương Võ Đế mới đưa ra một cái sắc lệnh là những vị tu sĩ từ đây cấm ăn thịt cá và các vị tu sĩ phải ăn chay. Cho nên Phật giáo phát triển kể từ sau thời Lương Võ Đế thì bắt buộc phải ăn chay. Và khi bắt buộc như vậy thì buộc lòng phải giải thích để cho phù hợp với lại cái quy định. Cho nên là chúng ta mới có những cái khái niệm là tại sao tu Phật là phải ăn chay, rồi ăn chay trường vân vân. Đó là một giai đoạn của lịch sử. Cho nên tới bây giờ các vị tu sĩ cả Nam truyền lẫn Bắc phái, cả Nguyên Thủy lẫn Phát Triển, các vị sau khi mà nghiên cứu có học thuật một cách nghiêm túc rõ ràng thì các vị không bao giờ tranh cãi với nhau chuyện chay mặn. Các sư và các thầy ngồi nói chuyện với nhau một cách bình thường, tiếp xúc với nhau một cách bình thường, không vấn đề gì hết. Coi như là cái tầng lớp ở trên là không có vấn đề gì, chỉ có Phật tử ở dưới là vẫn còn đánh nhau túi bụi cái vụ chay mặn. Tiếp theo nữa là phương pháp hành trì. Thì kinh tạng Pali của Phật giáo Nguyên Thủy được các nhà khảo cổ xác nhận là tài liệu cổ xưa nhất kể từ thời Đức Phật. Tức là tất cả các tài liệu về Phật giáo thì tài liệu Pali, tức là kinh tạng Pali đó, được công nhận là tài liệu cổ xưa nhất, không có tài liệu khác cổ xưa hơn. Chúng ta xét cái sự truyền thừa đó thì phải xét từ thời mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Như thế này là Ấn Độ vào thời bấy giờ
có rất nhiều vương quốc, thì cái việc là mỗi vương quốc nói một thứ tiếng khác nhau là cái chuyện không có gì lạ. Mà Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết pháp ở cái xứ khác, mỗi xứ khác nhau, Ngài dùng ngôn ngữ khác nhau, chuyện đó cũng không có gì lạ. Nếu có cũng không có gì lạ, đúng không? Khi Ngài thuyết ở xứ Magadha, tức là Ma Kiệt Đà, thì Ngài dùng ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Khi Ngài đi qua cái xứ Cú Rú thì Ngài thuyết và cái ngôn ngữ của xứ Cú Rú, cũng không có gì lạ. Nếu có, nếu mà Ngài qua xứ Quách Chi, Ngài thuyết bằng ngôn ngữ xứ Quách Chi thì cũng không có gì lạ. Thì người ta mới đặt ra vấn đề như vậy, tại sao bây giờ khi kết tập kinh tạng lại thống nhất bằng một ngôn ngữ? Thứ nhất là khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp xong thì nơi nào mà không có Ngài Ananda đó là Ngài sẽ thuyết lại cho Ngài Ananda nghe. Và Ngài Ananda là vị biết tất cả lời dạy của Đức Phật. Như vậy khi kết tập kinh tạng thì chỉ một mình Ngài Ananda trùng tụng thôi. Theo quý vị, chúng ta nên trùng tụng như thế nào? Trùng tụng bằng tất cả các thể loại ngôn ngữ, hay là chúng ta chỉ cần trùng tụng bằng một loại ngôn ngữ mà tất cả chư tăng ở đó đều hiểu? Rõ ràng là cái sau nó tốt hơn. Xin lấy ví dụ, bây giờ ở cái xứ này Đức Phật thuyết bằng tiếng Anh, xứ kia thuyết bằng tiếng Pháp, xứ nọ thuyết bằng tiếng Đức, xứ nọ thuyết bằng tiếng Nhật, rồi một cái xứ nọ thuyết bằng tiếng Việt Nam. Tới hồi mình tổng kết như thế nào? Đang nói tiếng Anh cái nhảy qua tiếng Đức, đang nói tiếng Đức nhảy qua tiếng Pháp, đang nói tiếng Pháp nhảy qua tiếng Ý, đang nói tiếng Ý nhảy qua tiếng Việt Nam. Nó làm cho nó không có sự thống nhất. Cho nên tốt nhất là thuyết bằng một thứ ngôn ngữ thôi. Chính vì như thế Ngài Ananda đã thuyết lại bằng ngôn ngữ xứ Magadha, tức là ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Và sau này để phân biệt ngôn ngữ Magadha mà người dân xứ Magadha sử dụng hàng ngày với lại ngôn ngữ mà Đức Thế Tôn dùng để thuyết giảng kinh tạng, thì người ta mới gọi những lời dạy của Đức Thế Tôn bằng ngôn ngữ Magadha là tiếng Pali. Thì cái tiếng Pali đó ban đầu không có chữ viết mà chỉ có truyền khẩu thôi. Bởi vì trí tuệ của chư tăng thời đó đó khả năng nhớ rất là tốt, cho nên là các ngài không có nhu cầu truyền lại bằng chữ viết, mà chỉ đơn giản bằng cái việc đọc tụng, và các ngài đã có khả năng nhớ rồi. Các ngài khảo chứng với nhau bằng cách nào? Bằng cách mỗi nửa tháng trùng tụng lại một lần. Như sư nói ban đầu á, là cứ mỗi một nhóm thì sẽ nhận một bộ khác nhau. Cái nhóm này sẽ nhận trường bộ, nhóm kia nhận trung bộ, nhóm nọ nhận tăng chi, vân vân. Thì mỗi nửa tháng mỗi nhóm sẽ trùng tụng lại để chắc chắn là mỗi một vị đều ghi nhớ đúng. Thì theo quý vị á, mỗi nửa tháng mà nhắc lại một lần, cái khả năng sai sót có nhiều không? Sư nghĩ là không nhiều. Và nếu như có ai đó muốn thêm hoặc bớt, rất khó khăn. Thêm bằng cách nào? Khi mà mỗi nửa tháng chư tăng trùng tụng lại, mà quý vị biết là Phật giáo Theravada chủ trương là giữ nguyên lời dạy của Phật, không thêm không bớt. Cho nên sai sót nếu có, nhà sư nói nếu có thì cũng không nhiều. Thành ra chúng ta có thể tin tưởng được.
cho đến kỳ kết tập tam tạng hình như là thứ tư, chư tăng nhận ra rằng cái trí tuệ của loài người ngày một kém, cái số lượng người có khả năng ghi nhớ càng ngày càng kém. Bằng chứng là hồi xưa những cái hội nhóm mà học thuộc tam tạng đầy, phải nói là nhiều lắm, nhiều không đếm xuể, mà bây giờ chỉ còn ở Miến Điện. Số vị mà được gọi là thông thuộc tam tạng hình như có mười mấy vị. Quý vị thấy kinh khủng chưa? Cả cái Phật giáo thế giới này biết bao nhiêu vị mà chỉ có mười mấy vị là thông thuộc được tam tạng. Nghĩa là cái khả năng ghi nhớ của chúng sanh trở nên quá kém. Chính vì lẽ đó các ngài mới quyết định là ghi ra giấy. Và khi ghi ra giấy như vậy đó, ở xứ nào thì ký âm bằng cái chữ viết của xứ đó. Ví dụ như dành cho những vị chưa biết Pali ha. Thí dụ như bây giờ sư nói là Anicca Vata Sankhara, thì quý vị sẽ ghi lại bằng tiếng Việt, ghi y chang như vậy đó. A sắc á, nick n ít nick sắc nick, cha chờ a cha, mình viết y chang như vậy. Thì khi các ngài ký âm thì cũng như vậy. Cái người bên Thái thì dùng tiếng Thái để ký âm Pali, người Miến thì dùng tiếng Miến để ký âm Pali. Mỗi một người ở cái chủng tộc khác nhau sẽ dùng chữ viết của xứ mình để ký âm cho Pali. Thành ra bây giờ Pali mới có chữ viết, chứ vốn dĩ Pali không có chữ viết. Và các nhà khảo cổ đã xác nhận là văn gọi là cái kinh tạng Pali là kinh tạng cổ xưa nhất và đáng tin cậy nhất. Cho nên bây giờ thì ngay cả rất nhiều những thầy thì vẫn học kinh tạng Nam truyền, bởi vì nó đầy đủ chính xác và thể hiện rất đẹp cái lối sống và cái phong cách hành trì vào thời Đức Phật. Cho nên chúng ta phải nói là rất may mắn là chúng ta có cơ hội tiếp xúc với văn bản Pali hoặc là tiếp xúc với kinh tạng nguyên thủy. Từ đó đó chúng ta có được cơ hội tiếp xúc với lời dạy của Đức Phật. Khi mà quý vị nghiên cứu kinh tạng giữa các bộ phái, quý vị sẽ thấy một đặc điểm là Đức Phật ở trong kinh tạng Nam truyền không có được mô tả màu mè và có nhiều cái thể hiện thần thông. Không có. Đức Phật những lời dạy của Ngài rất là gần gũi và chúng ta hoàn toàn có thể thực hành, chứ không có cái chuyện là Đức Phật dạy những cái trên trời dưới đất thì không có. Thì đó là lời dạy của Ngài. Như vậy đó, Đức Thế Tôn Ngài đã dạy chúng ta cái gì? Dù là anh có theo Nam truyền hay Bắc truyền thì đều phải công nhận, thứ nhất, Đức Thế Tôn dạy sự thật về khổ. Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại có tấm thân này là có khổ. Cái ngũ uẩn này chính là khổ. Cái sự thật này á, là cái mà không ai có thể phản bác được.
Không ai có thể nói ngược lại được là sanh không phải khổ, già không phải khổ, bệnh không phải khổ, chết không phải khổ. Không ai có thể nói ngược lại được. Cái nguyên nhân sanh khổ chính là ái. Tham ái là nguyên nhân sanh khổ. Do chúng ta có thương, có thích, cho nên chúng ta mới có ghét, có sợ. Hãy có thích là có khổ. Ái ở đâu là khổ ở đó. Ở đâu có khổ thì ở đó chắc chắn có sự chấm dứt khổ. Và Niết Bàn là một trạng thái mà ở đó không còn có sự khổ, không còn có nguyên nhân sanh khổ. Mà cái con đường để đi đến sự chấm dứt khổ là con đường mà dù bất kỳ hệ phái nào cũng phải công nhận. Đó chính là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Đó là con đường mà không ai có thể thay đổi hoặc nói khác đi. Đó chính là phương pháp hành trì đưa chúng ta đi đến sự chấm dứt khổ. Và khi chúng ta thực hành á, thì quý vị sẽ thấy là mặc dù chúng ta nói là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo, nhưng khi chúng ta thực hành thì tất cả đều như nhau. Chỉ là cách nói khác, cách diễn tả khác, nhưng khi thực hành thì tất cả là không khác nhau. Cho nên ở đây chúng ta tham dự khóa thiền 10 ngày là chúng ta đang thực hành đi trên con đường thoát khổ mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Và ở Phật giáo Việt Nam mình á, thì ngoài bây giờ nói cái đã nói về đạo thì mình nói chút về đời. Đời cũng không đúng, mà nó hơi bên ngoài, bên rìa của đạo một tí. Thì Phật giáo Việt Nam mình còn có khất sĩ, sư rất lấy làm tiếc là bây giờ người ta nhìn một ông sư người ta tưởng là khất sĩ, hơn là nhìn một ông khất sĩ mà tưởng là ông sư. Rất nhiều người nhầm Phật giáo Theravada với Phật giáo khất sĩ. Thì khất sĩ là như thế nào? Khất sĩ là được sáng lập bởi một vị tên là Minh Đăng Quang. Và vị ấy có chủ trương là mình gom hết lại Phật giáo nguyên thủy lẫn Phật giáo phát triển, mình cứ gom hết lại thành một nhóm mình tu. Thì đó là chủ trương của Phật giáo khất sĩ. Cho nên là chúng ta thấy là ở Việt Nam chúng ta có ba cái nhóm Phật giáo chính, ba tông phái Phật giáo chính. Thì mỗi một tông phái có chủ trương khác nhau như thế. Tuy nhiên nếu như có một vị hỏi sư là sư ơi như vậy thì cái hệ phái nào tu tập đúng theo chánh pháp, thì sư rất tiếc cái câu này rất khó trả lời. Nó khó ở đây không phải bởi vì nó nhạy cảm do chính trị chính em vậy chớn, mà chỉ đơn giản là trong suốt cái đời tu của sư, sư đã gặp rất nhiều những vị tu sĩ, tôi xin phép dùng từ tu sĩ, đắp y nguyên thủy nhưng mà chơi bùa chú không à. Mà bùa chú là đâu phải của Phật dạy, mà chơi toàn bùa chú không, tà kiến một cây, dạy mấy thứ trên trời dưới đất mà họ vẫn nhận họ là Phật giáo nguyên thủy.
Sự nói vui á, nó giống như là một cái anh tên Nam, thì có đôi khi không phải vì ảnh là đàn ông mà chỉ bởi vì ảnh là tên Nam. Sanh ra ba má thấy cái tướng nó như vậy thì đặt tên nó là Nam, mà mới mốt nó lớn lên nó là LGBT chứ nó không phải là đàn ông, mà tên nó vẫn là tên Nam. Còn sư đã từng đi, hồi xưa đi làm có một cô tên nữ, cổ tên là nữ, thì cái biểu hiện giới tính bên ngoài cổ là nữ nhưng cổ rất là men, rất là đàn ông, và cổ sinh hoạt, cổ thể hiện đi ngược lại với cái tên của cổ, mà cổ vẫn gọi là nữ thôi. Cho nên có nhiều vị thì mang tiếng là ông thầy chùa nguyên thủy, chứ còn tu là tu theo ngoại đạo, có rất nhiều. Thành ra nếu mà nói ông sư nguyên thủy đắp y này mà tu đúng chánh pháp thì sư không hứa đừng có bị cái tấm y đánh lừa. Và sư đã làm việc với rất nhiều thầy, và sư thấy nhiều thầy á vẫn tu hành theo bát chánh đạo, vẫn có cái lòng rất là ưu tư với chánh pháp, có lòng hoàn truyền chánh pháp và tu hành theo đúng bát chánh đạo, theo đúng tứ đế, thì mình lấy cái gì mà mình đả kích nhau? Cho nên cái y áo đôi khi nó chưa có thể hiện, hoặc là nó không có thể hiện ra rõ là vì đó tu đúng hay tu sai. Cho nên mình nhầm, mình nhìn một cái y mà mình đánh giá người khác là mình nhầm chết. Mà muốn biết được một người tu đúng hay tu sai thì hãy căn cứ theo kinh tạng. Hãy đem kinh tạng và chú giải ra so sánh. Những lời vị ấy dạy có tương ứng với kinh, có tương ứng với luật hay là không? Như trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ngài Ananda hỏi là sau này nếu có một vị tỷ kheo hay là một cái hội nhóm tỷ kheo tự nhận đây là lời dạy của Đức Thế Tôn đã từng nghe, vị ấy đã tận tai lắng nghe, thì chúng con nên cư xử như thế nào? Đức Thế Tôn dạy hãy chớ vội tin và cũng chớ vội bác bỏ. Nếu một vị tỷ kheo hoặc một hội chúng tỷ kheo đến và tuyên bố đây là lời Phật dạy, chớ vội tin cũng chớ vội bác bỏ, mà hãy đem đó đối chiếu với kinh và luật. Nếu lời dạy đó tương ứng với kinh và tương ứng với luật thì vị ấy đã lắng nghe một cách chính xác lời dạy của Như Lai. Còn nếu như khi các ông đem ra đối chiếu với kinh và luật mà nó không tương ứng với kinh và cũng không tương ứng với luật thì hãy để qua một bên, bởi vì vị tỷ kheo đó đã không lắng nghe một cách chính xác lời dạy của Đức Như Lai. Cho nên khi mà chúng ta nghe giảng, nghe dạy, thứ nhất chúng ta nên tập cái thói quen ghi chép. Cái thứ hai nên tập cái thói quen tìm nguồn gốc, tức là ông sư, ông thầy khi mà nói như vậy đó có căn cứ hay không, căn cứ ở đâu, trong bài kinh nào. Chứ sư ngại nhất là cái kiểu Phật nói, cho nên Phật nói như vậy, mà Phật nói trong kinh nào thì không ai biết. Rất nhiều những trường hợp như thế. Cho nên có một vị trưởng lão nói cái câu này thì nó hơi nặng, nhưng mà nó cũng thấm. Đó chính là muốn làm đệ tử của tăng ni á, thì phải học đạo, phải học giáo lý. Khi mà quý vị chịu khó học đạo,
chịu khó học giáo lý thì quý vị chính là đệ tử của Tăng Ni. Còn khi mà mình không học đạo, không học giáo lý thì mình chỉ là nô lệ cho Tăng Ni. Tức là nói sao nghe vậy, kêu thì móc tiền ra cúng, chứ chớ hề biết cái đó là đúng hay sai. Khi mà cái Tết vừa rồi đó, sư nhìn thấy một hàng dài mấy ngàn người, người ta đội mưa, đội sớ để đi cầu an. Nhìn thương mà không biết giúp như thế nào. Rồi sư nhìn hàng ngàn người xếp hàng để chen đi lấy cái một cái dấu ấn, thương mà không biết giúp như thế nào. Thấy cả ngàn người, người ta chen nhau, người ta đi hết miếu này tới miếu kia, người ta cầu an, thương mà không biết giúp bằng cách nào. Bởi vì cái mong muốn được an là mong muốn chính đáng. Ai cũng muốn được hạnh phúc, chúng sanh ai cũng muốn được hạnh phúc. Cái mong muốn hạnh phúc đó là một mong muốn chính đáng. Chỉ tiếc là chúng ta không biết cách, chúng ta không biết lời Phật dạy cái gì, cho nên là tự nguyện trở thành những con cừu ngoan ngoãn. Người ta dắt đi đâu thì mình dắt theo đó, mình chạy theo đó. Phí tiền, phí sức khỏe, phí thời gian, và phí luôn cả phước đức, phí luôn cả đường sanh tử. Tại vì khi mà chúng ta mong mỏi sự hạnh phúc bằng những phương pháp thực hành nằm ngoài chánh pháp, kết quả mà chúng ta đạt được rất hạn chế, hoặc thậm chí là chúng ta chỉ rước lấy đau khổ chứ không rước được cái hạnh phúc. Chỉ khi nào chúng ta mong cầu hạnh phúc bằng việc thực hành đúng theo chánh pháp thì khi đó chúng ta mới đạt được hạnh phúc, mà thậm chí là hạnh phúc cao thượng. Gieo cái duyên, gieo một cái phước đúng theo chánh pháp, chúng ta tu hành đúng theo chánh pháp, chúng ta làm phước đúng theo chánh pháp, chúng ta cung kính phục vụ làm tất cả các công đức đúng theo chánh pháp, chúng ta làm một mà chúng ta hưởng mười, hưởng trăm, hưởng ngàn. Còn khi chúng ta mong cầu hạnh phúc mà chúng ta thực hành theo những cái phi pháp, ví dụ như có những cái lễ hội chọi trâu, chọi trâu cho hai con trâu ra nó đánh nhau, rồi sau đó con thắng cũng làm thịt mà con thua cũng làm thịt nốt. Và người ta làm cái đó để mong muốn được một cái mùa màng bội thu. Và xin thưa, nếu xét theo chánh pháp thì mong muốn hạnh phúc dựa trên đau khổ của chúng sanh khác là một điều không thể xảy ra. Và chắc chắn chúng ta sẽ hưởng một kết quả không hạnh phúc, khi nền tảng hạnh phúc của chúng ta đặt trên sự đau khổ của chúng sanh khác. Mà bây giờ những trường hợp như thế nhiều vô số kể. Bởi vì sao? Bởi vì trong Tăng Chi Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, người có chánh kiến rất là hiếm, mà người không có chánh kiến thì rất là nhiều. Cái người tỉnh thì rất là hiếm, mà những người mê thì rất là nhiều. Mà khi chúng ta nghe như vậy, chúng ta vừa thấy thương cho thiên hạ mà vừa thấy may mắn cho mình. May mắn cho mình nhờ cái phước quá khứ mà mình tiếp xúc được với chánh pháp. Giữa một rừng những thứ tương tự như chánh pháp, giữa một rừng những thứ gần giống với chánh pháp,
chúng ta chọn được chánh pháp. Và may mắn cho chúng ta nếu như chúng ta quyết định đi trên con đường chánh pháp. Và thấy thương là thương cho thiên hạ khi họ không thực hành được con đường đúng đắn theo chánh pháp. Mà xin thưa, như sư nói ngay từ đầu, khi Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài có ý viên tịch Niết Bàn. Bởi vì cái đạo mà Ngài nhìn thấy nó đi ngược với đời. Thành ra là những cái phương pháp mà thực hành đúng theo chánh pháp vốn dĩ nó không hấp dẫn mấy đâu. Cho nên là quý vị mà chịu thực hành thì mình cũng phải chịu chua, chịu cay, ráng thực hành lắm, chứ không phải dễ mà có được. Như vậy á, câu hỏi đặt ra là Phật giáo trải qua hơn 2.500 năm, có rất nhiều những biến động trong lịch sử. Bây giờ làm sao để mình tiếp xúc được với chánh pháp? Mình biết cái gì là chánh pháp bây giờ? Thứ nhất, học đạo dùm sư, chịu khó bỏ thời gian ra đi học các lớp giáo lý. Các lớp giáo lý đó nên là những lớp kinh tạng, tức là đi thẳng vào trong kinh tạng, chứ không phải là mình đi vòng vòng. Cái hồi mà sư mới xuất gia, sư không muốn đi vòng vòng nữa, mà sư muốn đi thẳng vào trong kinh tạng. Thế nào là đi thẳng vào trong kinh tạng? Tìm những lớp kinh trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi, tiểu bộ mà mình đi theo. Cái tiêu chuẩn Phật tử của sư nó hơi bị cao. Là với sư, một người Phật tử đủ tiêu chuẩn, ít nhất họ phải học xong lớp kinh tạng của một tạng kinh. Tức là họ phải học xong lớp trường bộ, hoặc là trung bộ, hoặc là tương ưng, hoặc là tăng chi. Như vậy, với sư như thế mới ổn. Ổn là ổn như thế nào? Ổn là khi chúng ta có được một cái nền tảng giáo lý và kiến thức. Sư biết là quý vị khi về đời chúng ta còn quanh quẩn cơm gạo áo tiền, có rất nhiều thứ phải lo. Chúng ta không có thời gian để online, thậm chí đi tới chùa để học đạo. Nhưng mà bây giờ các cái lớp thì đã có mở online rồi, chúng ta hoàn toàn có thể học online. Có những cái video phát lại và chúng ta có thể nghe, nghe tới nghe lui, mưa dầm thấm đất. Một trong những cái lợi ích của việc theo học các lớp kinh tạng ấy, đó là chúng ta mới thấy được Phật pháp thâm sâu. Còn khi chưa theo học, chúng ta thấy Phật pháp có nhiều đó. Có nhiều đó là các thầy, các sư cứ nói hoài. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta ưa nghe pháp lẽ, tức là những bài thuyết pháp lẽ đó. Xin thưa là dù một vị pháp sư có giỏi cách mấy đi chăng nữa, vì ấy nói pháp lẽ, vì ấy nói suốt thì cũng chỉ có bấy nhiêu đó đề tài. Và chúng ta rất dễ sanh ra cái lòng ngã mạn là Phật giáo có nhiêu đó, hoặc là cái trí tuệ của cái vị pháp sư đó có nhiêu đó. Mà khi chúng ta đi vào kinh tạng, mình mới thấy Phật giáo bao la. Tại sao mà sư kêu quý vị đi học các lớp kinh tạng mà không kêu quý vị tự mở kinh ra coi? Quý vị cứ tự mở đi rồi thấy, mở ra ngủ chết luôn. Nghe thì có khi mình còn nghe được,
Chứ còn mà tự mở kinh ra coi đọc dài dòng nó ngáp dài ngáp ngắn. Cho nên là những ai mất ngủ á, nếu mà quý vị không muốn thực hành theo cái phương pháp buông mà sư hướng dẫn thì cứ xách quyển kinh theo. Kinh Trường Bộ cũng được, Trung Bộ cũng được, còn không xách cái quyển A Tỳ Đàm á, xách ra theo. Ngồi đó đọc. Đọc hồi mình gục hồi nào cũng hay à. Nói vui như vậy. Có đôi khi chúng ta đọc thì chúng ta không đủ sức đọc, nhưng mà nghe thì chúng ta có thể nghe. Cho nên là quý vị hoàn toàn có thể nghe các lớp kinh tạng. Nhưng mà như vậy, khi nghe thì nên chọn những cái lớp nào mà dạy kinh tạng có chú giải. Nhớ nha, kinh là có chú giải. Mà những vị dạy kinh mà không có chú giải thì những vị ấy sẽ dạy theo tư kiến cá nhân. Tức là tôi đọc cái đoạn đó, tôi hiểu vậy đó, rồi tôi dạy như vậy. Nó không có căn cứ. Còn khi mà chúng ta học kinh mà dựa theo chú giải đó thì chúng ta hoàn toàn có thể yên chí là vị đó dạy có căn cứ. Tin mừng là bây giờ chú giải đang được dịch, và sư hy vọng là sau vài năm thì Việt Nam mình chư tăng ni sẽ có bộ chú giải kinh tạng để chúng ta có thể thoải mái nghiên cứu. Thì như vậy sư đã khái quát sơ bộ về Phật giáo, các cái tông phái của Phật giáo, nguồn gốc và sự phát triển, cũng như làm sao để cho chúng ta có thể nhận biết được đâu là chánh pháp và làm thế nào để chúng ta có thể tiếp xúc được với chánh pháp. Quý vị đừng có coi thường cái chánh kiến nghe. Khi mình tiếp xúc với chánh pháp mình mới có chánh kiến, mà khi mình có chánh kiến mình làm bất kỳ thiện pháp nào thì thiện pháp đó cũng tăng trưởng vững mạnh và dữ dội. Còn khi mà chúng ta không có chánh kiến, chúng ta làm bất kỳ thiện pháp nào, cái phước của chúng ta chỗ cũng rất là nhỏ nhoi. Xin nói bây giờ quý vị có 10 tỷ, quý vị bỏ 10 tỷ đầu tư vào một cái gì đó mà mình không có chánh kiến, cái phước đó nó không bằng một người á, bỏ chừng 100 ngàn, 1 triệu ra làm phước mà vị đó có chánh kiến. Để quý vị thấy là cái việc mà chúng ta có chánh kiến nó lợi như thế nào, mà việc chúng ta dính phải tà kiến nó hại tới như thế nào. Thì ngày hôm nay sư đã giới thiệu sơ bộ cho quý vị hiểu sơ về đạo Phật. Và nếu như mà quý vị có cái thắc mắc, có câu hỏi gì thì quý vị hoàn toàn có thể gửi về cái mục vấn đáp và sư sẽ trả lời cho quý vị. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đọa tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi,
nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khai Giá.